Ở đời có 5 loại nhờ vả, dù thân đến đâu cũng không nên giúp, kẻo rước họa vào thân. Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi trên kênh Ngẫm Chuyện Đời. Thưa quý vị, nếu nói thông minh là một loại thiên phú, như vậy thì lương thiện chính là một loại chọn lựa. Nó là nền tảng của cuộc sống, kết nối tình thương giữa người với người. Có tâm lương thiện là tốt, nhưng phải biết cách tự bảo vệ mình, nên hiểu rõ dùng tâm lương thiện với đúng người, đúng việc. Trong cuộc sống, có 5 loại nhờ vả, dù bạn có quan hệ tốt đến thế nào với họ, thì cũng tuyệt đối là không nên giúp, kẻo rước họa vào thân. Xin mời quý vị cùng theo dõi kỹ hơn trong video dưới đây và đừng quên chia sẻ tới những người thân yêu của mình nhé. Lòng tốt cần sử dụng đúng người, đúng việc. Bạn nên nhớ trong cuộc sống này, không phải ai cũng xứng đáng để mà nhận được sự giúp đỡ từ bạn. Có 5 loại nhờ vả, dù bạn và đối phương có quan hệ tốt đến đâu đi nữa, cũng tuyệt đối không nên giúp đỡ. 1. Đừng giúp những người không biết ơn, không biết đủ. Đôi khi cho một nắm gạo, người ta có thể xem bạn là ân nhân, nhưng cho một bao gạo, người ta sẽ xem bạn là kẻ thù. Đưa hoa hồng cho người biết thưởng thức, người ta sẽ quay đầu mỉm cười với bạn một cái. Ngược lại, đưa hoa hồng cho người không biết ơn, anh ta chỉ biết soi gai trên hoa hồng và nghĩ rằng bạn không có ý tốt. Lòng tốt của bạn cũng như vậy, bạn giúp những người khác nhau sẽ nhận được kết quả hoàn toàn khác nhau. Đừng tự làm bản thân khó xử, đừng khiến tâm thiện của bản thân bị nhiễm bẩn bởi những người không đáng. Cũng đừng để lòng tốt của bản thân bị người ta chà đạp. Đối với một người biết ơn, dù bạn chỉ giúp việc nhỏ xíu, anh ta vẫn không quên tình nghĩa. Đối với một người vô ơn thì dù bạn có giúp anh ta nhiều hơn nữa, anh ta đều cho rằng sự giúp đỡ của bạn là hiển nhiên. Đến một ngày nào đó, bạn không thể giúp đỡ được ai nữa, anh ta sẽ nghĩ rằng bạn nợ anh ta. Lòng tham con người là vô đáy. Đối với những người không biết đủ, sự lương thiện của bạn sau này sẽ chỉ làm hại bản thân. Bạn sẽ không thể gọi được một người đang giả vờ ngủ thức dậy, cũng sẽ không thể nào làm thỏa mãn được một người vô ơn và tham lam. Lương thiện và nhân ái là miễn phí, nhưng nó không phải là thứ đồ rẻ mạt. Lòng tốt cần sử dụng đúng người, yêu thương cần có lý trí. Nên nhớ, không phải ai cũng xứng đáng để được nhận lòng tốt và tình yêu thương. 2. Đừng giúp những việc làm hại tới người khác. Nếu có người nhờ bạn làm những việc tổn thương người khác, dù có thân thiết cũng đừng nên mù quáng giúp đỡ. Đừng vì một phút nghĩa khí nhất thời mà để hối hận cả một đời. Bạn sẽ mãi mãi không biết được cái bạn gọi là lương thiện, là người tốt kia sẽ gây ra tổn thương tới người khác như thế nào đâu. Trong trường hợp này, lòng thiện của bạn lại giúp người khác làm điều ác, và chính bạn cũng đang làm điều ác. 3. Đừng giúp người khác đưa ra quyết định quan trọng. Đừng giúp người khác trong việc quyết định những việc quan trọng. Đừng để sự nhiệt tình của bản thân dẫn người khác tới quyết định sai lầm. Cũng đừng để những hạn chế của bản thân ảnh hưởng tới người khác. Tôi đã từng đọc được một đoạn văn trong sách có nội dung rất đáng suy ngẫm. Đến khi bạn già rồi, nhìn lại quá khứ, nhớ lại những việc đã từng trải qua, từ việc du học đến lần đầu tiên quyết định công việc cho bản thân, từ việc chọn người yêu đến đối tượng kết hôn, tất cả đều là những thay đổi lớn trong số phận, buộc bạn tự đưa ra quyết định. Bởi thế nên, dù bạn có kinh nghiệm nhiều tới đâu đi chăng nữa, cũng đừng nên giúp bất cứ ai quyết định những việc quan trọng trong cuộc đời của họ. Dù người đó có là người thân của bạn đi chăng nữa, cũng không nên giúp họ việc này. Bởi vì sau tất cả những quyết định quan trọng đó là cuộc đời của họ, không phải bạn. 4. Đừng giúp người khác những chuyện liên quan tới tiền bạc và lợi ích. Những người càng tốt bụng
lại càng khó nhận ra ý xấu từ người khác. Đa số rất nhiều người lương thiện sẽ không để ý, cũng không nhận ra được bản thân mình đang bị người khác tính kế, lợi dụng lòng tốt của họ để làm chuyện xấu. Có đôi khi bạn dùng hết cả tấm lòng để giúp người khác, khiến bản thân ta mệt mỏi, nhưng cuối cùng lại chỉ nhận lại sự phản bội, bị người ta cắn ngược một cái. Và đấy cũng là một trong những lý do mà con người trong xã hội ngày nay mang tiếng lạnh lùng, vô tâm. Bởi vì có quá nhiều sự lừa gạt, dối trá, nên họ lựa chọn vô cảm với cuộc sống. Giữa bạn bè, người thân với nhau, khi gặp tình huống khó khăn, thỉnh thoảng nhờ giúp đỡ là việc hết sức bình thường. Nhưng người xưa có câu rất đúng: không nên có tâm hại người, nhưng nhất định phải có tâm phòng người. Vì thế, những việc liên quan tới tiền bạc và lợi ích thì đừng nên tùy tiện giúp đỡ. Cần phải biết thận trọng, suy xét rõ ràng. Bạn nên nhớ kỹ, bạn không chỉ có một mình mà phía sau bạn còn có cả một gia đình. Vì vậy, đừng vì một phút nhất thời làm người tốt mà liên lụy tới cả những người thân yêu của mình. 5. Đừng giúp những người vượt quá năng lực bản thân. Người xưa có câu: sức hèn chớ vác nặng nhiều, nó không trọng lượng chớ điều khuyên ai. Câu này muốn khuyên mọi người là chỉ nên làm những gì mà bản thân có đủ năng lực. Cho dù muốn làm việc thiện, cũng nên hiểu rõ chừng mực những việc nằm trong khả năng có thể giúp, những việc nằm ngoài khả năng thì đừng miễn cưỡng bản thân làm gì. Vì cái tiếng người tốt, vì để giữ mối quan hệ bạn bè thân thiết, cố ép bản thân đi giúp những việc nằm ngoài tầm với, không những tự gia tăng áp lực cho bản thân mà còn mất nhiều trí lực và thời gian, thậm chí còn có khi phản tác dụng. Biết cách từ chối cũng là một trong những biểu hiện của sự trưởng thành. Thực ra, không giúp những việc không thể chính là lựa chọn tốt nhất cho bản thân và người khác. Vừa không tự làm khó mình, lại có thể để người kia tự đưa ra lựa chọn mới. Đây mới là biểu hiện trách nhiệm tốt nhất đối với bản thân và người khác. Cho nên, đừng vì làm người tốt mà cái gì cũng nhận giúp, làm liên lụy bản thân, khiến bản thân mệt mỏi. Cũng đừng vì chữ xin lỗi, tôi không thể giúp cô đối phương mà giận dỗi ôm hận. Việc của bản thân nên tự mình nghĩ cách giải quyết. Muốn làm người tốt cũng cần phải tùy vào khả năng của mình, như vậy mới đem lại được kết quả tốt. Người ta luôn tìm kiếm, luôn khát khao, nhưng lại không biết rằng bản thân đang nắm giữ một kho tài sản vô giá. Vậy tài sản ấy là gì? Bạn đã tìm ra chưa? Câu chuyện thứ nhất, tài sản thật sự. Có một chàng trai cả ngày rầu rĩ không vui, thường hay than phiền bản thân mình là kẻ thất bại. Anh suy đi nghĩ lại, vẫn không nghĩ ra được cách để làm giàu, bèn tìm tới thầy tướng số, hỏi bản thân mình rốt cuộc tới khi nào mới có thể có được tài phú. Thầy tướng số này xem bát tự ngày sinh, rồi lại liếc nhìn ngũ quan của anh, chậm rãi nói rằng: chàng trai trẻ, hiện tại không phải là cậu đã có rất nhiều tài phú rồi sao? Làm gì có? Chàng trai trẻ ngơ ngác hỏi. Chúng ở trên người của cậu đấy thôi. Đôi mắt của cậu chính là tài phú. Có được nó, cậu có thể nhìn thấy mọi sự vật tốt đẹp trên đời, đồng thời có thể đọc sách học hành. Đôi tay của cậu cũng chính là tài phú. Có được nó, cậu có thể lao động kiếm tiền, còn có thể ôm ấp người mà cậu yêu thương. Đôi chân của cậu cũng chính là tài phú. Có được nó, cậu có thể cất bước như bay, đi tới bất cứ nơi đâu mà cậu muốn. Còn có đầu óc, sức khỏe, tâm hồn, cậu đã thực sự có được rất nhiều tài phú. Những thứ này cũng là tài phú ư? Không phải mỗi người cũng đều có những thứ này cả ư? Chàng trai trẻ mồ côi hỏi. Chàng trai trẻ, những thứ này đều là tài phú cả. Vì thầy tướng số trả lời và nói thêm: những tài phú mà cậu đang có này vốn không phải ai cũng đều có thể may mắn có được. Ví như, cậu có đồng ý cho tôi đôi mắt của cậu không? Có đồng ý cho tôi đôi tay của cậu không? Tôi có thể cho cậu rất nhiều tiền. Chàng trai nghe xong liền vội lắc đầu.
Vị thầy tướng số tiếp tục nói: "Đúng vậy, hơn nữa tuy rất nhiều người cũng đều có những tài sản này nhưng lại không vận dụng cho tốt, không những không cảm ơn ân trạch của ông trời, còn không ngừng than thân trách phận, trách ông trời bất công với mình. Một lúc nào đó, nếu cậu mất đi bất kỳ một thứ gì trong những thứ này, lúc đó cậu sẽ biết được rằng chúng thực sự đáng quý biết bao." Suy ngẫm, con người thường luôn không biết thỏa mãn, thậm chí oán trách ông trời bất công với mình. Rất nhiều người chỉ một lòng cầu cạnh bên ngoài, làm tới thương tích đầy mình vẫn chưa chịu thôi. Kỳ thực, ông trời đã ban cho bạn sinh mệnh đáng quý nhất. Nếu như có thể buông bỏ dục vọng không giới hạn trong tâm, bạn cũng có thể sáng tạo nên tài phú của riêng mình. Câu chuyện thứ hai, một túi bảo thạch. Một buổi sáng sớm, trời còn chưa tỏ rõ, người đánh cá đến bờ sông chuẩn bị thả lưới ở bên bờ. Anh ta cảm thấy dưới chân mình như có vật gì đó, cúi xuống tò mò nhìn thử, thì ra là túi đá. Anh ta nhặt cái túi lên, để lưới cá sang một bên. Anh ta ngồi ở bên bờ, đợi ánh bình minh để bắt đầu công việc của một ngày. Anh uể oải lấy một viên đá từ trong túi ra, ném vào trong nước, sau đó lại lấy tiếp một viên đá khác. Bởi không có chuyện gì khác để làm, anh ta tiếp tục ném từng viên đá xuống sông. Ánh mặt trời từ từ mọc lên, mặt đất đã được chiếu sáng. Lúc này, ngoài viên đá cuối cùng đang được cầm trên tay, những viên đá khác đều được ném sạch cả rồi. Khi anh nhìn rõ vật mình đang cầm trên tay, tim của anh từng chừng ngừng đập. Đó thực ra là viên đá quý. Trong bóng tối, anh đem cả một túi đá quý ném hết sạch. Trong lúc vô tri, anh ta không biết rốt cuộc là mình đã tổn thất bao nhiêu. Anh vô cùng hối hận, tự mắng chửi bản thân mình, ngồi đó đau lòng khóc sống lên. Tài sản mà anh ta vô tình có được hoàn toàn đủ để thay đổi cuộc sống của anh ta. Thế mà trong lúc vô tình không ý thức được ở trong bóng tối, anh lại ném mất chúng đi. Suy ngẫm, Thượng Đế đối với mỗi người chúng ta đều rất công bằng. Ngài đều cấp cho mỗi người chúng ta cơ hội như nhau. Chỉ có điều là bạn xem cơ hội này là đá quý hay là đá vụn mà thôi.